Em thẳng thính luôn, em nói luôn, lần đầu tiên em lên nhà ngoại á là em gọi bố mẹ luôn, chứ không ngại gần gì hết. Kiểu giống như là không có tấn công người yêu mà tấn công ông bà dì vợ kiểu vậy. Nhưng mà bố mẹ có cảm thấy thoải mái khi ở đâu tự nhiên khi khổng khi không có con đứa ngoài tự nhiên vô kêu bố mẹ vậy? Thích sao? Thôi vậy là coi như là bố mẹ chấm rồi. Trước tiên thì xin mời hai anh chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Hải Nam. Em 40 tuổi, hiện đang công tác ở tàu 13 thuộc lữ đoàn 111 vùng 2 Hải quân, của em ở Quảng Bình. À rồi, một tràng pháo tay cho anh Hải Nam ạ. Mời chị ạ. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, chị Thanh Vân. Em là Phạm Thị Hoãn, năm nay em 37 tuổi. Em hiện tại giờ đang ở nhà nội trợ, em ở Bà Rịa Vũng Tàu luôn ạ. Nhưng mà nhân duyên như nào mà hai người lại quen nhau? Hai người có thể chia sẻ được không ạ? Em hồi trước là em ở Đồng Nai. Dạ, vừa cũng làm ở trên Đồng Nai á. Vâng. Vừa em làm công ty ở đó, em cũng ở đơn vị ở đó nên em quen luôn. Mà lúc đó anh gặp chị là trong cái hoàn cảnh nào? Em có một anh cùng đơn vị với em, vợ anh làm cùng công ty với vợ. Em xin số điện thoại. Dạ, xin số điện thoại xong rồi em quen. Dạng như là em ngày xưa kiểu như cũng chọc chọc là anh có ai làm mai cho em, anh có ai làm mai cho em. Chứ sao mà anh đó mới nói là vậy cho số anh giới thiệu cho. Dạ. Xong rồi lấy số em cho chồng em. Và anh có gọi liền không? Dạ không, nhá máy anh. Ủa sao anh chơi nhá máy vậy anh Hải Nam? Em không có tiền, hết tiền, bộ đồ hết tiền. Ở thời đó là có vụ mà nhá máy 2 giây á. Dạ, đúng không? Hả? Alo, làm gì đó? Khỏe không? Như vậy là sau bao nhiêu lâu nhắn tin với nhau thì hai người chính thức gặp nhau lần đầu tiên ạ? 2-3 tháng gì á. Wow. Đúng vậy hả? Dạ. Rồi, nhưng mà trong suốt 2-3 tháng là anh có gọi thường xuyên cho chị không? Dạ thì chị nhắn tin qua lại điện thoại thôi anh. Là năm bao nhiêu hả chị? 2010 á. Wow, 14 năm rồi anh. 14 năm đó. Gặp nhau ở ngoài đời thì lần đầu tiên chị nhìn thấy ảnh, chị có ấn tượng gì về người đàn ông này không? Dạ là không thích. Hay ghét là mày. Đi một chiếc xe jean, cái áo mà kiểu đó, áo dân tộc á, đeo cái bó hoa đằng sau nữa. Đeo mắt kính đen nữa là tự không thích. Anh diện một cái trang phục mà nó lạ như vậy, em nghĩ là độc đó, độc lạ đó. Độc lạ đó. Em đi phép vào là hôm 19 tháng 10, ngày mai là 20. Rồi em hôm trước em đi xe Win á, rồi em đi ra ngoài chợ Đại Phước á, em mua có ít bông thôi. Thế là ba kia ba bảo lấy hết cho ba luôn, lấy hết luôn. Wow. Thế là em kẹp 6 cái xe á. Thế là em chạy ra phòng trọ của vợ nên chưa hiện tại đấy. Xong là em tặng. Là nhiều hoa lắm hả chị? Dạ, nhiều hoa lắm. 56 bông. Ui, lãng mạn đấy chứ. Nhiều khi chỉ đó, bộ tôi tặng tôi 56 bông giống như ông đoán tôi là 56 tuổi rồi sao vậy? Mà chị đồng ý là bạn gái của anh đúng không? Thì cũng cứ quen quen vậy thôi. Nhưng mà sau bao lâu thì hai người bắt đầu là xác định là sẽ kết hôn với nhau? Dạ, chắc hơn một năm mấy á. Wow, bây giờ là ảnh không có tỏ tình. Vâng. Vậy thì cầu hôn có không nè? Dạ, phải có chứ ha. Không luôn, đưa về nhà em mà không có xin phép không gì luôn. Mà vô cái là chào bố mẹ em luôn. Con chào bố, con chào mẹ luôn. Ủa, nhảy cóc luôn. Dạ, là kiểu như là... Nhưng mà anh Nam, nó có điều gì khiến cho anh cảm thấy rất là ngại ngùng, rất là sượng sùng khi mà không thể hiện một cái hành động, mà đó là những cái hành động, đó là một cái lời tỏ tình, một cái lời cầu hôn? Tôi chưa không dám nói, mà em thẳng thính luôn, em nói luôn. Lần đầu tiên em lên nhà ngoại á là em gọi bố mẹ luôn, chứ không ngại gần gì hết. Kiểu giống như là không có tấn công người yêu mà tấn công ông bà dì vợ kiểu vậy. Nhưng mà bố mẹ có cảm thấy thoải mái khi ở đâu tự nhiên khi khổng khi không có con đứa ngoài tự nhiên vô kêu bố mẹ vậy? Thích sao? Thôi vậy là coi như là bố mẹ chấm rồi. Thế anh chị là cưới nhau bao lâu rồi? Dạ tụi em cưới năm 2012 anh. Anh chị là có bao nhiêu bé rồi? Dạ tụi em chưa có bé nào ạ. Ồ, chưa có bé luôn. Chồng em bị bệnh á. Ồ. Nên là cũng chậm, cũng hiếm muộn anh. Dạ. Anh Nam ơi. Dạ. Không gì phải ngại, sau chương trình này về Phú Thượng hy vọng với một cái vía của Quốc Thuận. Dạ. Sẽ hy vọng nha, sẽ mang đến một cái điều gì đó
sẽ hỗ trợ cho anh chị. Dạ. À, tuyệt vời quá. Nãy giờ vui lắm rồi đó mà anh Nam anh vẫn chưa có thảm thoải cười, mái. Anh chưa cười anh ạ. Tới cái phần này. Đến phần này là anh Nam sẽ được thoải mái này. Bây giờ đến phần mình được kể xấu vợ mình. Đó. Là nói ra những điều mình mong muốn vợ mình sẽ thay đổi. Đó. Những điều mình chưa vui, chưa thích ở vợ mình. Nói thật về anh Trinh Chi Vân, về anh Thuận cho em chưa bao giờ em nói xấu vợ. Ôi tuyệt vời. Chúng vợ em là chúng nó xấu tính, nó được cãi hai cầm răm. Hay nói trông, nói nhiều. Cho con hết rồi anh ạ. Không ngồi tính nóng đấy thôi. Đó là cái căn bệnh đại chúng. Đúng rồi, bệnh giới tính anh ạ. Không thay đổi điều gì không? Còn một chị nói ít đi không anh? Hai vợ chồng nói ít cũng được, chứ đừng mỗi bên một người mà hai người nóng tính quá thì không được. À, dạ, bố chị bớt nóng tính đi. Bớt nói. Nhưng mà đó giờ cái cơn mà nóng tính của chị á là nặng đô nhất á, là nó sẽ thể hiện như thế nào? Bỏ đi thôi. Bỏ đi. Nóng tính là bỏ đi. Nè, chắc là chị Ngoãn đã nghe rồi. Còn bây giờ là đến lượt mình rồi. Có bao nhiêu tật xấu, khui đi. Chồng em thì nóng tính, với nhây nữa. Ồ, nhây. Đâu đâu cái tật nhây nó làm sao đâu, chưa hình dung. Vô phòng máy lạnh, ví dụ như đang ở ngoài, em mà đang ở trong phòng máy lạnh là đi vô chỗ mua cái quạt gì đó. Chị ơi. Này tôi ô nhiễm môi trường nha anh. Thả bơm. Gây ô nhiễm môi trường. Gì nữa? Đó, ví dụ như thỉnh thoảng đi nhậu với bạn về là hay bắt đầu có nhiều rượu rồi hay chọc chọc em vậy đó. Hay chọc là em. Nhây. Dạ. Nét ăn nét ngủ. Dạ, được cái chồng em thì cũng thôi ạ, cũng kén ăn nhưng mà được cái nấu gì thì cũng ăn Nhưng mà tình hình sức khỏe của anh sao? Mấy năm trở lại đây thì kiểu anh bị thêm bệnh tiểu đường á. À thì tiểu đường. Sức khỏe thì cũng thỉnh thoảng ví dụ như đường lên hoặc đường xuống thì hơi yếu. Mấy người mà dính cái bệnh đó là hay khoái ăn ngọt lắm. Dạ đúng rồi. Bánh kẹo chuồn núp núp ăn. Ăn mà núp núp. Ăn xong còn giấu giấu. Giấu giấu được. Thay vì giấu em kể anh nghe, thay vì ăn xong thì dục thùng rác bỏ dục thùng rác. Không. Nhét ở đây cái, nhét ở kia cái xong rồi em dọn nhà lòi ra. Ôi ôi. Biết sao, tại vì ăn mà ăn trước mặt bà vợ là bị bà vợ chửi. Nhưng mà giấu như vậy khi em tìm thấy á, em phải chửi nhiều hơn nữa. Trời ơi. Rồi bây giờ mong muốn anh Nam thay đổi điều gì người đẹp? Dạ em mong muốn là cho anh bớt nóng tính lại, bớt nhây lại, với lại kiểu như bớt ăn tùm lum lại. Đến với chương trình thì không biết là anh chị có lời gì muốn nói với nhau hay không trước khi chúng ta tạm biệt nhau. Quay lại nhìn vợ đi, đừng nhìn mắt tay, nắm hai tay luôn này. Đấy, nhìn nhau, nhìn mắt nhau, nhìn sâu vào mắt nhau. Thôi thì cho hai chồng cố gắng, chồng giữ dáng giữ nhìn sức khỏe, bớt ăn tùm lum lại để cho sức khỏe lên, để hai chồng sống được răng long đầu bạc. Cảm ơn vợ. Chúc cho hai anh chị sẽ luôn yêu thương nhau. Từ đây đến cuối năm, bác sĩ báo tin vui. Qua năm sau, anh chị sẽ chào đón một thằng cu xuất hiện trong gia đình của mình. Yeah. Một thằng cu khỏe mạnh. Chúc hai anh chị luôn luôn hạnh phúc. Dạ, vâng. Cảm ơn. Tạm biệt anh chị nha. Em hiểu họ tên. Dạ, chị nghe rõ không chị? Dạ, chị giới thiệu giùm em đi chị, họ tên, công việc, quê quán của mình nha. Chị có nhắn tin ở trong Zalo chị đó. Chị ở đây á, là mình kết tin á, là mình xem cái cách mình nói chuyện á chị. Còn cái đó thì tụi em đọc rồi, nhưng mà bây giờ chị thử chị nói lại để cho tụi em thấy cái cách chị trao đổi bằng lời nói nó như thế nào ạ. Dạ rồi, mời chị giới thiệu nha. Chị Lê thì chị ở Ngã Tư Vũng Tàu nè. Chị sinh năm bao nhiêu, công việc là gì ạ? Chị làm công nhân đây. Chị sinh năm bao nhiêu chị Thùy? Chị sinh năm 82. Rồi, mạnh dạn lên nha, tại vì đây là mình đang casting đó. Tại vì chị nhớ cũng mượn tốt quá. Dạ, thoải mái tự tin lên chị, giống như là chị em nói chuyện với nhau thôi, đang có rất là nhiều người nhìn chị đó. Nhưng mà ở đây là ban biên tập với lại bên bộ phận sản xuất của chương trình thôi, chứ không có cái người khác, nên chị cứ tự nhiên chị chia sẻ câu chuyện của mình nha. Rồi, chị nói giùm em điểm mạnh, điểm yếu của chị nha.
chị á, cái tính chị thì vui vẻ lắm, nói chung là gặp ai cũng nói chuyện vui vẻ. Dạ. Nhưng mà mới thì cũng hơi nhấn nhát một chút xíu. Rồi, chị nấu ăn được không? Mà nhưng có tài lẻ nào khác không chị? Chị nấu ăn được. Ừ. Nấu ăn được. Rồi, có điểm yếu gì không? Nóng tính, ghen tuông gì không? Không, chị muốn tìm hiểu thì một người lâu dài thì chị sau rồi. Chị sau có bạn đôi gì đó em. Rồi, chị bao nhiêu mối tình rồi chị? Chị cũng 1-2 mối tình rồi nhưng mà không có thành, chị mới lên đây. Rồi, lý do làm sao mà không thành chị chia sẻ giùm em nha. Tại vì nó cũng nhiều trắc trở lắm em. Nhiều khi người ta ghen tuông rồi đó, mình không có hợp á. Mà cụ thể ta ghen sao? Chị đi làm công nhân thì chị ở trong công ty không mày ghen là ghen cái gì? Nhiều khi đi ra ngoài, nhiều khi người ta ghen vô cớ, ta đổ tội cho mình nha em. Là chị cũng hay đi chơi đúng không? Hay không, sao? Chị ít đi chơi lắm mà nhiều người ta cứ đổ tội cho mình. Nhiều khi mình không có người ta cứ đổ tội cho mình ghen tuông vô cớ rồi đó. Đâu chị kể cái việc nào coi, em chưa hiểu. Chị cũng phải có đi người ta mới ghen chứ, ví dụ chị hay đi chơi hay gì đó chứ còn khơi khơi sao mà người ta có cái cớ gì mà đổ tội chị. Ừ. Vì chị nói trên trên thì cũng phải bắt được tận tay, tin nhắn chị nói thì ghen chị không có nói, nhưng mà nhiều khi mình muốn chuyện gì người ta ghen đó, tại vì chị không có thích kiểu đó. Ừ. Rồi giờ là chị chưa từng kết hôn hả chị? Chị cái hôn ly dị 14 năm rồi. Ừ, rồi vậy nói về cái hôn nhân đó giùm em nha. Cái hôn nhân đó mình ở với nhau bao lâu rồi, có con gì không, mà tại sao mà chia tay? 7 năm. Dạ. Có con gì, chị chủ động chia sẻ giùm em với. Chị nói chuyện vậy là không có được chọn lên chương trình đâu. Em gì đâu, em phải hỏi từng câu vậy. Chị là chị đang chia sẻ về bản thân chị đó. Ừ. Chị có gì chị cũng ghi trong đơn ra lối rồi. Chị ơi, cái đó chị ghi là tụi em đọc thôi, nhưng mà em muốn chị diễn tả lại. Bây giờ ví dụ chị lấy cái nội dung người ta chị gửi rồi sao em biết? Cho nên chị thì chị trình bày lại. Chị có hai bé lớn có 23 tuổi, bé nhỏ 14 tuổi. Bé lớn đi làm còn bé nhỏ đang đi học. Sao mà chia tay chị? Hai con luôn ở với nhau 7-8 năm mà sao ly dị? Tại vì chồng chị gọi tình em. Ừ. Là chị bắt tại trận luôn hay sao? Tại vì chị cũng bắt được tại trận rồi, chị mới có hai người mới thôi nhau rồi. Ừ. Ý là chị rình theo hay là sao, hay là tin nhắn đâu thôi, ảnh thừa nhận hay như thế nào? Sao chị không có nghe? Chị bắt tại trận là chị bắt làm sao, chị kể lại cái lần đó giùm tụi em đi. Tại vì chị cũng bắt được mấy lần rồi, xong là người đó tới thằng chị ăn vào nhà chị luôn mà. Rồi bây giờ chị tìm một người như thế nào mà chị? Chị tìm một người là người đó thời đàng hoàng, thứ nhất là công việc đàng hoàng với con gái, là con biết nấu ăn, biết chia sẻ gia đình, nhậu thì cũng biết chút được. Còn chính ba cái cờ bạc xã hội là chị mới chấp nhận được. Dạ. Rồi chị theo chồng được không? Anh đó bao nhiêu tuổi được? Chung 38 hay 4 mấy hay 50 thì cũng được. Dạ. Người ta ly hôn được không chị? Dạ. Ly hôn được không? Cũng được, cùng hoàn cảnh càng tốt em. Dạ. Ok chị, rồi nếu mà được chọn thì chương trình liên hệ lại cho chị sau nha. Chị thôi nha, thôi chị cảm ơn em. Dạ rồi, buổi phỏng vấn của mình kết thúc rồi chị có thể thoát cuộc gọi được rồi chị. Rồi thì mình tên là Hà Giang, mình 98, làm điều dưỡng, nhà Hương Yên. Rồi chị nói về đường tình duyên của mình nha chị, mình được bao nhiêu mối tình rồi tại sao chia tay? Tôi mới chia tay thôi, bởi vì nó không hợp thì chia tay. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì chị ha? Tôi cũng chẳng có điểm yếu gì đâu. Điểm mạnh chắc cũng không có luôn hay sao chị? Không còn mấy. Rồi, chị muốn tìm người bạn trai như thế nào? Bộ đội sinh năm 91 hoặc 94, nhưng cũng ở Hưng Yên. Ừ.
Còn gì nữa không chị? Yêu cầu gì nữa không ạ? Không ra trưởng này, nhà có hai con trai. Rồi gì nữa không? Thì bộ đội thì tôi biết là cũng không rượu chè rồi, không quan trọng gì đấy. Chứ tôi chỉ không phải ngoan hiền. Rồi, ok chị. Chị có thể nói thêm về bản thân điều gì không? Chị muốn chia sẻ gì thêm về bản thân mình không? Sở thích hay là quan điểm tình yêu này nọ không? Sở thích thì thỉnh thoảng tôi muốn là ngày thường này đi uống nước này. Ngày thường thì đi uống nước với nhau, nói chuyện. Tối thì nhắn tin, nói chuyện, gọi video với nhau và quan tâm nhau. Ý là ở Sài Gòn thì mình có vào Sài Gòn được không chị ha? Không, tôi không thể làm bay được từ Hương Yên vào Sài Gòn được. Tại chương trình của mình á là sẽ ghi hình trực tiếp ở Sài Gòn, nên là chị có tham gia thì mình tìm hiểu kỹ nha. Chứ còn cái này không có ghi, chứ chị tham gia ai đăng ký cho chị vậy? Tôi tự đăng ký thôi. Đi đăng ký chương trình này, người ta quay trong này mà kêu chị bay vào thì chị nói thôi, vậy là chị muốn gì? Không phải muốn gì, mà là thực chất là tôi không thể nào bỏ được công việc ở Hưng Yên mà bay vào trong đấy được. Mình bay vào có một buổi để mình ghi hình thôi mà. Bay vào làm sao được, bỏ làm sao được bạn. Trời, bỏ không được, vậy thôi chị đừng đăng ký để chị tham gia chương trình, chị hiểu không? Mất thời gian đôi bên. Ai để tự nhiên bỏ công việc bay vào đấy cả. Trời, Hà Nội người ta vô, nước ngoài người ta về nữa chị ơi. Hà Nội nó đi gần, nhưng tôi ở Hưng Yên cơ mà. Rõ Hưng Yên thì vô, chị cũng ở trong cái đất nước Việt Nam thôi mà, chứ thì ở nước ngoài người ta còn về được mà. Nhưng mà không sao, có nghĩa là chị nên tìm hiểu kỹ, chương trình mình chỉ ghi hình ở Sài Gòn thôi chị ha. Trời ơi, mấy con nhỏ thiệt chứ. Trời ơi, thái độ hay cái điểm mạnh. Sống tử tế, ngay cũng thực. Và cũng thích làm việc. Còn điểm của chị là hơi ủy mị, là hơi phụ thuộc vào tình cảm một chút. Rồi, chị đã từng kết hôn chưa? Chị kết hôn rồi và chị chia tay được một năm rồi. Lý do tại sao chị ha? Tại người chồng trước của chị là cũng tham lam sân si và cũng có nhiều mối quan hệ với bên ngoài các cô gái. Rồi, ở với nhau được mấy năm chị có con gì không? Chị có hai con chung. Thì bây giờ con lớn chị có cho hai cháu ngoại rồi, với người con trai 204 thì chưa lấy vợ, đi làm rồi. Rồi bây giờ chị mong muốn tìm một mẫu bạn trai như thế nào chị ha? Chị muốn tìm một người bạn hết là phải trung thực và trung thủy, sống ngay ngắn tử tế, có nghề nghiệp ổn định, có thu nhập và ngoại hình cũng ưa nhìn. Cao hơn chị, người miền Bắc thì càng tốt. Còn người thành cùng thành phố Thái Bình mình thì còn tốt hơn nữa. Dạ. Rồi, anh đó ly hôn rồi được không chị? Tuổi tác bao nhiêu là được? Tuổi tác có thể bằng tuổi chị hoặc hơn chị, 1970 đến 1974. Dạ. Và đương nhiên mình ly hôn rồi thì mình không có quyền đòi hỏi là mình cũng phải tương xứng với khi bạn ly hôn rồi, chứ còn người chưa ly hôn là cũng khó. Dạ. Rồi ok chị, nếu được chọn thì chương trình liên hệ lại cho mình sau chị nha. Xong rồi đó, em cảm ơn chị. Dạ. Dạ, buổi phỏng vấn của mình đến đây là kết thúc rồi, chị có thể thoát cuộc gọi được rồi ạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ, chương trình cảm ơn chị. Rồi.